sở trường của em là những món luộc. Những món luộc em thích nhất là màu hồng, nhưng mà thẳng. Ủa thẳng là sao? Em thích nuôi chó, tính kỷ luật bây giờ là 11 con chó. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Đàn trai đâu? Xuất hiện luôn. Ây cha. Ngồi 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 đi, ngồi đi em. Trời ơi, tao nói đẹp quá xa quá xa. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Rồi bây giờ bên đàn gái giới thiệu trước coi sơm tụ cái nào. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em là Nguyễn Thị Thùy An. Em sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Em năm nay 28 tuổi. Dạ, em là nhân viên văn phòng chuyên bên quản lý kho. An 28 tuổi, quản lý kho ở Tiền Giang. Giới thiệu cho bên bà đàn gái biết liền đi em. Dạ, em cũng đến từ Tiền Giang, nhưng em tên là Nguyễn Trung Nhân. Em cũng làm là cũng giống như là quản lý kho bạn, nhưng mà em làm giám sát bên mảng giao nhận kim luôn trợ lý kho. Chức danh chính thức của em là phó phòng. Phó phòng luôn hả? Dạ. Trời đất ơi, lên dữ nha. Vài bữa chừng lên trưởng phòng luôn á. Hai mấy tuổi vậy? Dạ, năm nay em 32 tuổi. 32 bên kia 28. Tí sửu dần mẹo thìn tị ngọ mùi thân dậu hốt luôn. Được. Em nói ưu điểm khuyết điểm bản thân mình nè. Ai cũng nhận xét em là hiền, thật thà, dễ tin người. Em thích nấu ăn. Sở trường của em là những món luộc. Những món luộc. Luộc. Luộc là rau luộc, trứng luộc. Luộc mà là dạ. Sở trường hả? Cha vậy chắc nhỏ đó nấu ăn ngon lắm mà nha. Dạ. Cái đó của chị cũng sở trường. Rồi gì nữa? Em thích nuôi chó. À, em rất là thích nuôi. Dạ. Nuôi chó. Thích nuôi chó. Tính kỷ luật bây giờ là 11 con chó. Trời ơi. Cái gì? Vậy chắc tiền gạo thóc chắc chó ăn nhiều hơn người à. Dạ, 11 con. 11 con, nhà mấy người em gái? Dạ, nhà em có 3 người. Trời ơi, 3 người mà nó nuôi 11 con chó. Khoan, chắc khoan. Nuôi giữ ruộng luôn quá. Em nuôi 11 con chó, vậy là em nhớ tên hết từng con rồi đúng không? Em đặt theo màu thôi chị. À, đặt theo màu. Dạ. À, trời ơi, vậy là phải yêu động vật thực sự lắm luôn mới. Dạ. Có phải thời gian chăm sóc được 11 con. Dạ. Đó là ưu điểm, còn khuyết điểm của mình là sao? Khuyết điểm của em là em hơi nóng tính. Em hay giận nhưng mà cũng hay quên, không để bụng ai hết. À, tức là hơi vu vơ phải không? Dạ. Rồi gì nữa nè? Chắc hết rồi quá ha. Không, còn mà chị bó rối quá quên rồi. Quên nhược điểm của mình luôn rồi, chắc là chỉ có ưu điểm thôi. À, rồi biết quên quá. Còn nè, đàn trai giới thiệu đàn gái biết liền ưu điểm khuyết điểm nữa cưng. Dạ, ưu điểm của em thì biết nấu ăn. Nấu ăn hả? Hèn chi thấy người biết nấu ăn rồi. Nhược điểm của em là hầu như là em thấy chỉ có cái là ngủ nướng thôi anh. Ngủ hả? Ngủ nướng vậy thì... mà ngủ nữa thì nó phát phì ra đó. Ngủ bớt lại nha. À, đâu có anh, hồi xưa em cũng muốn giảm lắm đó, mà bạn bè xung quanh em cứ nói cái dáng người ông á. À. Dạ, giảm xuống á, nhìn thấy gớm mà mới ông mà giảm xuống không thèm nhìn bạn nữa đâu. Trời kỳ vậy. Vậy còn khuyết điểm thì sao nè? Đôi lúc em cũng hơi nóng tính, mau giận thì mau mua chị ơi. Giống bên kia, cũng dễ giận, dễ quên. Sở thích của em là cũng giống như là đi du lịch miệt vườn thôi. Em thích nhất là màu hồng. Em thích nhất là màu hồng. Hả? Gì? Em thích nhất là màu hồng, thích luôn. Màu hường á hả? Màu hồng anh. Màu hường. Màu hồng này nè anh. Thì màu hường đó. Dạ. Dạ. Màu hồng với màu... Màu hồng với màu hường giống nhau đó. Màu hồng, màu đỏ là hai màu em thích nhất, nhưng mà riêng là... Màu hồng nó giống như là mình nhìn vô mình có cảm giác hơi ngất ngây chút à. Trời, nó nhìn màu chị hường ngất ngây. Sao anh thích màu hường kỳ vậy ta? Con trai thích màu hường. Thích màu hường. À. Hello cưng. Chào chị. Mặc áo màu nhu ghê ha. Cái món cái đó là tặng bạn quà, gái quà đó hả? Bí mật để hồi nó làm 39 tháng 10 ngày mới ra món quà cái này. Cái đó là đó. Em tự làm luôn hả? Ừ. Dạ. Khéo tay, đảm đang. Thích màu hồng hả? Thích màu hồng, màu đỏ, nhưng mà thẳng. Thẳng không? Thẳng băng nha. Thẳng băng chị, không méo miếng nào. Ủa thẳng là sao? Nhiều khi mấy bạn em cũng nghĩ em cong cong quá gì. Bạn thân nhất của em á, là cái thằng đó thuộc giới thứ ba. Nhiều khi em cũng thử nó coi nó có thích em không, mà em không phải gu của nó. Mà em có thích nó không? Dạ không chị. Em thử? Tại vì em thử coi nó có thích em không. Em thử bằng cách nào? Ông có thích tôi không vậy? Đây. Cái nói, trời ơi, ông vậy không phải dáng người tôi thích. Dáng người tôi phải là 6 múi. Em có 1 múi 1 à. Hoang mang nha, tự nhiên rồi đi thử bên kia mà. Thôi, chuyện nó nhạy cảm lắm em trai. Dừng dạ, lại đi. Dạ. Mình phải khoe cái gì tốt cho đàn gái người ta biết. Có nghĩa là bạn thân là ở đây là chỉ là chia sẻ những cái công việc với nhau, buồn vui với nhau thôi. Chứ thực tế là trên danh nghĩa là bạn bè chính thức, chứ không phải là em phân biệt đối xử với người thuộc giới thứ ba. Đúng rồi,
đó. Bạn thân em là bạn thân. Bản thân họ cũng đâu muốn là họ thuộc cái giới đó. Ừ. Nên hẳn nhiên là mình phải đồng cảm và chia sẻ với họ. Mình sẵn sàng làm bạn thân với họ là đó là cách tốt nhất để làm cho họ quên đi nỗi buồn. Đó, thấy chưa? Trai thấy dễ thương ghê chưa? Dễ thương, tâm lý. Rồi. Hết sức là tâm lý. Em có yêu động vật không? Dạ có chị, nhà em cũng có nuôi chó mà chỉ nuôi ở số lượng ít rồi chị. Thường người ta nuôi kiển, người ta nuôi 1-2 con là nhiều, đúng không? Nhưng nhà chị nuôi 2 con chó, 2 con mèo là 4 con là quá nhiều. Còn cái số lượng mà 11 là chị thấy nó khủng khiếp rồi. Dạ 11. Mà em có thích không? 11 thì không phải em không thích, nhưng mà em sợ em không dám vô nhà. Sao vậy? 11 con nó dí sao em chạy kịp? Thì bởi mình phải làm sao mình quen để mình qua được 11 con chó đó. Đội, mình vô nhà. Mình phải dụ hơn 11 con chó xong mới tới dụ người được đó em. Hình mẫu lý tưởng của em về phụ nữ là sao? Người em thích chỉ là một mẫu người đơn giản thôi chị. Giống như là trang điểm thì đi đám tiệc thì trang điểm mạnh không sao, còn bình thường ra ngoài thì trang điểm nhẹ là được rồi. Tại vì bản thân em cũng rất là đơn giản. Đó là về cái ngoại hình bên ngoài, còn về quan trọng là cái tính cách. Em là con trai một, có một cái là nói dù muốn dù không á thì em vẫn phải ở nhà lo cho ba mẹ. Ba mẹ em cũng ở nhà thì cũng gọi là tương đối dễ. Tên Trương. Tên Trương thì em trải qua, nếu chính thức á, thì khoảng 2 mối tình thôi. Mối tình đầu là quen nhau cũng được 2 năm. Cho bên kia thì nó hơi phong kiến quá. Họ nói là cái tuổi này lấy nhau không hợp nhau, về hai bên là có một người mất chẳng hạn, thì bên kia ngăn cấm tuyệt đối luôn. Rồi mối tình thứ hai sao? Sau đó cũng khoảng gần năm, mui ngoai xong rồi em quen cái bạn gái này dưới Cà Mau. Cũng hứa rồi, cũng có hẹn thì cũng chờ. Tại lúc đó là em cũng chưa ổn định sự nghiệp. Thì em nói thôi cho nó ổn định sự nghiệp đi, vài năm đó đi. Cái đụng cái thì đâu khoảng 3 tháng sau á, bạn ấy phát em tấm thiệp cưới. Ha, là tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Đúng rồi, là tốn năm xị rõ ràng luôn chị. Nhưng mà em không để cho tốn năm xị, là làm như lúc đó em chảnh quá hay sao á. Em đi hết tháng lương. Đi hết một tháng lương. Đi đám cưới người yêu cũ hết tháng lương luôn. Lương tháng nhiều. Tập đó là lương khoảng 7 triệu 8 tháng. Làm đi có 7 triệu chị, còn 800 ngàn chờ em về xe. Là cầm 7 triệu đi hết luôn. Dạ. Trời ơi nét dữ vậy nè. Gà lăng dễ sợ ta. Nhưng mà 7 triệu em đổi ra tờ 10 ngàn. 7 triệu em đổi ra tờ 10 ngàn. Trời ác. Để giặt cho mặt. Đàn trai đếm cho nó lâu hơn. Giặt mặt. Em tính còn chưa tới, gặp anh đổi tờ ngàn. Đếm cho nó đã. Này nó cũng dễ thương ha. Mà được rồi. 7 triệu hả? Sao giờ về có tiếc không? Tiếc nuối không? Dạ nghĩa là ủa sao mình ngu quá vậy? Gì đâu ngu, bình thường mà. Thôi kệ. Không em. Cho đi là nhận lại có gì đâu. Nói là một lần chơi lớn để thiên hạ có phải trầm trồ. Em làm một cái đó là mọi người nhìn vô ai cũng trầm trồ hết rồi đó. Nhớ luôn đó. Dạ. Biết đâu đám cưới em á, bạn đó đi lại gấp đôi mà đổi tờ ngàn không đó. Được rồi, để anh coi bên đây thế nào nha. Chào anh. Ở đâu Tiền Giang vậy cưng? Dạ em ở Tân Phước. Tân Phước hả? Dạ. Có làm vườn không? Dạ có. À trời, gái vườn quê dễ thương ngọt ngào. Dạ. Dễ sợ ta. Thấy trùng hợp không? Mặc áo màu hường. Đó. Thích màu hường, bên này màu hường, bên kia màu đỏ. Đó. Biết rẫy tôi mặc áo màu hường, khăn màu hường cho nó hợp. Đàn gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua có một mối tình chính thức cũng không có lâu. Mấy năm? Dạ 9 năm à. Dạ 9 năm à. Dạ 9 năm à. 9 năm hả? Dạ. 9 năm dài quá sao chia tay. Dành cả tuổi thanh xuân. Đúng rồi. Còn là mẹ em cũng không đồng ý cái mối quan hệ của tụi em. Hai đứa cũng lén lút quen. Rồi hy vọng là mẹ cũng thay đổi cái quyết định của mẹ. Rồi sao nữa? Lâu ngày rồi bạn trai thấy không có tương lai nên là tìm mối quan hệ mới. Trời ơi thấy chưa, nghe lời ba mẹ đâu mất 9 năm tuổi thanh xuân vậy. Thôi bỏ qua. Em muốn người yêu lý tưởng của em như thế nào? Người yêu lý tưởng của em là cao trên 1m65. À được. Tướng người tròn tròn. Nó tròn do. Bao tròn luôn. Rồi sao nữa? Không da trưởng. Không có da rồi. Này dễ thương lắm. Tâm lý lắm cưng. Ừ. Nhưng mà tại sao muốn người tròn tròn là sao cưng? Tại em thấy em cũng hơi tròn nên là em tìm một người tròn cùng sở thích ăn uống rồi. Thì mình thấy mình nhỏ bé so với anh ấy. Trời ơi. Anh ấy không có tính toán so đo. Có tính không? Không, em cho là em cho hết anh ơi. Nó cho tới 7 triệu đám cưới cho mà. Cho 7 triệu tiền đi đám cưới mà. Tính toán gì đâu, có điều nó đổi ra tầm ngàn thôi. Còn gì nữa? Không hút thuốc anh. Hút thuốc không? Dạ em, dạ em không hút thuốc và đặc biệt là nhậu có chủ đích. Dạ anh ơi, anh nhậu rồi anh về là anh xỉn anh ngủ hay là anh có muốn tâm sự gì với bạn gái hay là với vợ gì không anh? Một là anh nhậu vô, cái thứ nhất là anh chỉ muốn có chỗ anh ngủ liền thôi.
Nhưng mà cái thứ hai anh càng nhậu làm như cái đầu óc anh càng tỉnh á. Hầu như là anh đi nhậu với mấy đứa công ty á, mấy đứa kia nó nói xấu xếp cái này cái kia, ngày mai em dơm anh kể lại những lời tụi nó nói không sót một chữ. Là kể từ đó là anh ít có bạn nhậu. Coi như hai bên thấy cũng hợp lý rồi đó, cho tràng pháo tay cho tôi trẻ đi. Rồi bây giờ mình sẽ gặp gỡ người thân nha. Dạ. Hôm nay An đi với ai? Dạ em đi với mẹ em và thầy em và cô hiệu trưởng trường cấp 3 của em. À trời ơi hay quá. Dạ con chào bác, em chào chào cô. Chào Quyền Linh, chào Nam Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả, chào cháu. Dạ con chào bác. Mẹ thấy chàng trai này cũng hiền dễ thương, bấm nút hay không thì tùy trái tim con rung động. Mẹ chúc cho hai đứa có duyên với nhau. Nói câu gì với cô đi. Dạ nếu chương trình hôm nay nếu mà tụi con mà có bấm nút với nhau á, con cũng xin phép được là cho con cũng xuống nhà bác chân lần cho con biết chỗ. Và nếu con tụi con có duyên thì tụi con sẽ đến nhau. Được. Dạ mời cô. Tôi chào hai MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Chào gia đình của bạn trai. Dạ chào cô Hiệu. Chào tất cả quý vị trong cái trường quay hôm nay. Dạ. Thì hôm nay thì tôi và ông xã rất là hân hạnh được học trò An mời cùng gia đình đến tham dự cái buổi ghi hình. Với hai em á, thì cô nhận thấy hai em cũng có những cái điểm tương đồng. Tình yêu không phải vừa gặp nhau sẽ yêu mà lâu ngày sẽ sinh tình. Còn duyên phận á, thì không phải do sự sắp đặt của ông trời không, mà do sự chủ động của các em. Chương trình tạo cơ hội các em nắm bắt với hy vọng các em có những cái cuộc hẹn hò. Và cũng rất là mong các em sẽ báo tin vui cho chương trình. Xin cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô hiệu trưởng. Mời đại diện đàn trai đi. Ai đi em? Dạ, em gái ruột của em. Trước khi em gái ruột của em phát biểu thì cho em có đôi lời với bên nhà gái. Rồi, nói với em trai. Dạ, bữa nay bất tiện quá. Tại vì ba mẹ con ở nhà cũng là giáo viên. Ở cũng trường cấp 2-3. Ba dạy toán, mẹ dạy văn. Ba mẹ con bữa nay không có nghỉ được nên con không có dẫn lên với hai bác được. Cô với bác gái thông cảm. Dạ. Ba mẹ dạy ở trường nào vậy em? Dạ, ba con là hiệu trưởng trường trung học cơ sở với trung học phổ thông Tân Thới ở huyện Tân Phú Đông mà cái huyện mới vậy mở. Là thầy Dương phải không? Dạ, thầy Phước con. Thầy Phước? Nguyễn Hữu Phước. Vậy là trung học cơ sở? Trường 2 cấp con, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thầy Phước với thầy Phò á con. Thầy Phò. Dạ. Cô rất là quen và thân nữa. Do vậy thì sẽ có cơ hội. Thuận lợi quá rồi ha. Em gái phát biểu coi thấy chị dâu tương lai được không? Em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Nam Thư. Dạ, con thưa hai bác, em chào thầy cô. Hôm nay thì đến đây với em là em gái ruột của anh Nhân. Anh hai em á, là một người rất là tình cảm, chú trọng đến gia đình. Ba mẹ em cũng rất là tâm lý, rất là dễ thương. em thấy chị rất là dễ thương. Chị rất là hiền và qua cái cách chị nói thì em thấy là cái tính của chị cũng có một số nét là tương đồng với anh hai em. Đặc biệt chị là em thấy có một điểm cộng trước mắt rồi đó. Ba mẹ em cũng rất là thích nuôi chó. Hay quá. Dạ, ở nhà thì ba mẹ rất là thương động vật nên là hầu như là những cái con vật nào mà ba mẹ nuôi là đều cưng. Nhiều lúc em cảm thấy cưng hơn cưng em nữa. Cho nên là hôm nay thì gặp nhau ở đây là một cái duyên rồi. Còn cái nợ thì do anh chị, em cũng hy vọng là anh chị có thể tìm hiểu và tạo cho mình một cái cơ hội để có thể gắn bó với nhau và đi hết được một cái quãng đường nó xa hơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Bây giờ bắt đầu cho hai kẻ gặp mặt nha. Đúng coi rồi. Có duyên phận với nhau hay không. Mở rào. Quà, quà. Ví dụ nhà em nuôi chó nhiều quá, tới lúc anh vô rồi em có dẫn anh vô không? Tất nhiên là có rồi. Chứ đừng để rượt anh chạy là anh không dám quay lại nha. Không có chuyện đó đâu, em bảo kê cho anh. Rồi. Dạ. Rồi bữa nay anh có đến chương trình, anh có tặng em một món quà mà do chính ta anh làm. Hả? Hay, đó, đưa qua. Rồi, anh tặng em. Dạ, em cảm ơn anh, em ghé tay quá. Em cảm động quá. Em làm gần nhà không? Dạ, em làm gần nhà. Nếu như mà sau này mình có duyên á thì
cái việc làm dâu em có ngại không ta? Dạ em không ngại đâu, em thích sống chung với ba mẹ chồng. Ngồi ngồi đi, ngồi ngồi. Ngồi ngồi, hai đứa ngồi trò chuyện thoải mái hơn. Hai đứa cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Em cũng hơi bất ngờ hôm nay bạn gái bạn áo màu hồng, đúng rồi mà em thích nữa. Thật sự là rất bất ngờ nên em cũng không nghĩ là bạn gái bạn áo màu hồng đâu. Em cứ nghĩ là bạn váy hay là bạn áo sơ mi trắng thôi. Nhưng mà bữa nay lên thấy áo hồng là cũng... Đúng gu, đúng gu. Duyên số là vậy đó. Dạ. Nó hên tới cái màu hường luôn á. Em thích áo màu hồng, và anh có mặc áo màu hồng giống em không? Anh vẫn có mấy cái áo sơ mi màu hồng. Em gái thấy em trai thế nào? Lần đầu tiên gặp anh á thì em thấy cũng bất ngờ, giống như là em yêu cầu. Thấy anh cũng dễ mến, hiền. Hy vọng là mình có duyên có nợ. Cũng hy vọng như em. Hát tặng bài bạn gái đi. Đúng rồi, hát tặng bài đỡ rung nè. Gây ấn tượng với đàn gái nào? Năm 2018 thì lúc trong công ty á, tổ chức hội thi hát cuối năm á, thì em đoạt giải nhất của tổ công ty. Trời nhưng mà hát thử coi giải mấy. Bài Trăng Vỡ của ca sĩ Đăng Trường. Hả? Mới vô hát bài kỳ vậy, có bài nào khác không? Dạ rồi, em xin hát cái bài này là bài remix. Anh chưa từng nói anh sẽ yêu em thật nhiều, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó, nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều, yêu em không cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ, em đã mang đến cho em niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào, sẽ giữ cho mình anh thôi. Gái có đáp từ không? Em mẹ dặn là không được hát, nhưng mà thôi cãi mẹ một lần luôn. Hát đi, sợ gì đâu, nói dễ nhất đó. Có những điều thật nhỏ nhoi lại làm tim em thêm ấm nồng. Em chỉ cần được có anh, được chở che. Yên tâm, cần sự chở che, có đàn trai che cỡ nào cũng không nắng không qua khỏi hết trơn á. Rồi bây giờ á là nếu như mà hai đứa lấy nhau á thì mình tính luôn đi cái chuyện con cái như thế nào. Anh thích trai hay gái không? Anh thích đủ nếp đủ tẻ, tức là một trai một gái, nhưng mà khó lắm, nhưng mà con nào cũng là con thì dừng lại hai con nuôi dạy cho tốt, đó là quan điểm của nhà nước mình mà. Thì dạ, hai đứa được rồi, bất nếu mà gái hết thì cũng là con, mà trai hết thì cũng là con. Em thích thì cách gái đầu lòng. Bây giờ mình nói như là một câu nói từ trái tim của mình nha. Mình suy nghĩ về người đối diện thế nào, sau đó mình tiến hành là bấm nút thôi. Em lên đây nói cũng bất ngờ, thấy bạn gái cũng rất là hiền. Em thấy lòng nó nôn nao gì không? Dạ cũng có hơi hơi anh. Hơi hơi nôn nao rồi. Em gái nói gì? Em là cô gái Tiền Giang, không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang. Để tìm anh em vượt ngàn cây số, đến chương trình này mong gặp được anh. Anh ơi, anh có thích em chăng thì hãy bấm nút anh nhé. Đừng để trái tim nửa đỏ nửa xanh. Giọt nhớ giọt thương anh gửi lại, mà sao giọt tình vẫn chưa phai. Thương em đêm trắng anh thức trọn, cầu mong tơ hồng sẽ lứa đôi. Trời ơi, thôi thôi quay lại bấm nút. Nhắm mắt lại và cảm nhận xem bên kia có thực sự đúng một nửa mà mình tìm kiếm hay không. Phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. 3, 2, 1. Hết thời gian. Yeah. Làm tôi hồi hộp quá. Đứng lên bé. Lên. Đi qua đây. Nắm tay đi. Bắt đầu từ giây phút này, mình xin phép gia đình bên gái, thầy cô cho tụi con hẹn hò với nhau. Tụi con đến đây cũng là một cái duyên. Và gặp bác gái với thầy cô đây thì con cũng hy vọng là cho phép con thì cũng được phép quen an. Bây giờ mình hung nhau nụ hôn. Em có hồi hộp không? Đó, gật đầu rồi đó. Để im vô. Đó, hít sâu vô. Ông mà tôi nhớ lại ngày xưa.